Đội tuyển Việt Nam chính thức hội quân, huấn luyện viên Chu Dê bị người hâm mộ và truyền thông tấn công. Trong không khí xe lạnh của Hà Nội, ngày hôm nay mùng 6 tháng 11, đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu hành trình mới hướng tới những thách thức lớn tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Sự hội tụ của 32 cầu thủ được huấn luyện viên Philip Chu Dê lựa chọn để phù hợp với triết lý mơ ngủ của mình, với sự góp mặt của những cầu thủ trẻ khiến người hâm mộ và giới chuyên môn vô cùng lo lắng cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Ở đợt tập trung lần này của đội tuyển Việt Nam, sự vắng mặt của hàng loạt các trụ cột dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã để lại một khoảng trống không dễ lấp đầy. Sự chuẩn bị cho chiến dịch quan trọng này không chỉ diễn ra trên sân cỏ mà còn cho từ quyết định của ban huấn luyện. Huấn luyện viên Chu với tính cách bảo thủ áp đặt lối chơi kiểm soát bóng ở đội tuyển Việt Nam đã không ngần ngại triệu tập hàng loạt những cầu thủ trẻ vừa non về kinh nghiệm cũng như trình độ. Một bước đi có quá mạo hiểm và ấu trĩ. Theo ban huấn luyện, sự kết hợp giữa đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị không chỉ mở ra cơ hội cho các cầu thủ trẻ mà còn tạo điều kiện cho sự gắn kết giữa các thế hệ. Nhưng bên cạnh những kỳ vọng, cũng có không ít tranh cãi. Sự loại bỏ Hồ Tấn Tài, một cầu thủ đã từng là linh hồn của đội bóng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đã gây ra không ít ý kiến trái chiều. Có người nói rằng đây là sự thay đổi tất yếu theo thời gian và chiến thuật, nhưng cũng có người cho rằng đây là một sự bỏ sót đáng tiếc, một sự không công bằng cho những người đã cống hiến. Huấn luyện viên Chu Dê với bản lý lịch không quá ấn tượng. Trong quá khứ, huấn luyện viên Chu Dê bị Liên đoàn bóng đá Kata sa thải chỉ sau hai trận đấu và đã thất nghiệp trong khoảng thời gian khá dài. Không hiểu vì lý do gì mà VFF đã lựa chọn và đã ký bản hợp đồng với thời hạn 3 năm với ông Chu Dê. Từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông liên tục thay đổi và thử nghiệm để bao biện cho chiến thuật lỗi thời của mình. Có thể trong mắt ông, Trương Tiến Anh và Vũ Văn Thanh có cái gì đó phù hợp hơn Hồ Tấn Tài. Công Phượng, một cái tên khác từng là niềm tự hào dưới thờ huấn luyện viên Park Hang Seo cũng không nằm trong kế hoạch của ông Chu Dê. Các hậu vệ như Bùi Tiến Dũng, Thành Trung, Hồng Duy cũng không còn xuất hiện trong đội hình. Trong khi Duy Mạnh thì lại được đánh giá cao hơn. Sự trở lại của Văn Quyết và Xuân Mạnh cho thấy huấn luyện viên Chu Dê tiếp tục vướng vào vòng luẩn quẩn. Những cầu thủ khác như Văn Đô, Văn Tùng, Khuất Văn Khang, Hồ Văn Cường tiếp tục được ông Chu Dê tin dùng, dù họ không có gì nổi bật. Tranh cãi còn kéo dài khi những cựu binh như Tiến Linh, Văn Toàn, Tuấn Anh, dù phong độ không còn như xưa, vẫn được ông Chu Dê tin tưởng. Có lẽ trong mắt ông, họ vẫn là những quân bài quan trọng cho chiến lược lâu dài. Không còn là giao hữu để thử nghiệm nữa, nhưng chiến lược gia người Pháp vẫn duy trì sự lựa chọn của mình với lớp trẻ. Một phần ba đội hình được triệu tập là lứa U23, chưa kể một số nhân tố khác như Cao Văn Bình, Nguyễn Quang Huy, Hà Văn Phương, Trần Mạnh Quỳnh, Trần Nam Hải, Nguyễn Thái Quốc Cường, Võ Nguyên Hoàng và Bùi Vĩ Hào được tạo điều kiện lên tập cùng. Về định hướng và chuẩn bị cho tương lai, ông Chu Dơ vẫn đang làm tốt. Bên cạnh đó, ngoại trừ các trường hợp chấn thương của Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, dường như việc ông điền tên một số nhân tố tên tuổi như Nguyễn Văn Quyết, Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh giúp cho huấn luyện viên 68 tuổi bớt áp lực hơn. Nhưng nếu đi vào chi tiết, cũng có những vấn đề ông cần phải giải quyết. Thứ nhất, như đã nói ở trên, khi không còn là các trận giao hữu thử nghiệm và trao cơ hội nữa, các cầu thủ trẻ có được đặt niềm tin. Hiện tại danh sách triệu tập là 32 cầu thủ, ông giờ sẽ phải rút gọn danh sách đăng ký xuống còn 23 đến 25 cầu thủ. Khi bước vào các trận đấu chính thức, ở thời điểm các nhân tố trẻ chưa sẵn sàng, liệu giữ họ lại có phải là sự mạo hiểm? Nhưng ngay cả khi giữ lại những văn quyết, văn thanh, xuân mạnh, Liệu họ có thấm triết lý của huấn luyện viên hay không là vấn đề thứ hai. Văn Quyết từng được triệu tập và đã có những buổi tập làm quen trước khi bị bỏ rơi ở đợt FIFA Days gần nhất. Chính ông Chu nói rằng giữa việc tập luyện và thực chiến có sự khác biệt lớn. Liệu kinh nghiệm và đẳng cấp của Văn Quyết có giúp anh thích ứng được với lối chơi? Nên nhớ Nguyễn Công Phượng ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước tuyển Palestine nhưng vẫn bị ông Chu đánh giá là chưa đủ cường độ. Và nếu Văn Quyết cần thích ứng nhanh thì Văn Thanh, Xuân Mạnh lại cần nhanh gấp đôi bởi họ chưa từng được ông Chu Dơ triệu tập trong 4 đợt FIFA Days đã qua của năm 2023. Kinh nghiệm, bản lĩnh, phong độ của họ vẫn tốt ở câu lạc bộ, nhưng họ sẽ có một khoảng hơn một tuần để thuyết phục huấn luyện viên. Nói về phong độ, cựu huấn luyện viên đội tuyển Nhật Bản vẫn để lại những thắc mắc. Giới chuyên môn đặt câu hỏi về Hồ Tấn Tài, cầu thủ đang có phong độ tốt tại câu lạc bộ Công an Hà Nội, mới ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Hoàng Anh Gia Lai mùa trước, không được triệu tập. Trong khi đó, cầu thủ trẻ Lê Văn Đô chơi không tốt ở PVF Công an Nhân dân thì lại có tiền. Tấn Tài dĩ nhiên là phương án có thể giải quyết vấn đề ở hành lang tốt hơn đàn em mới 22 tuổi. Tương tự như vậy, Nguyễn Đức Chiến cũng vắng mặt. Dù phong độ của anh trên hàng tiền vệ Việt theo vẫn được duy trì, đã ghi một bàn mùa này. Cũng có thể cho rằng ở khu vực trung tâm đã chật trội với Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, cầu thủ trẻ đang lên là Nguyễn Thái Sơn và nhiều khả năng Nguyễn Hoàng Đức sẽ được đưa trở lại vị trí sở trường. Nhưng Đức Chiến cũng là một giải pháp cho nửa sau hiệp 2 nếu cần bàn thắng. Thể hình cao 1m84 và thể lực cùng khả năng dâng cao của cầu thủ 25 tuổi người Hải Dương được đánh giá cao. Một số nhân tố cũng không hẳn có phong độ cao. Ông Dơ cũng có lý do của mình. Do đó giới mộ điệu sẽ chờ những gì diễn ra trên thực tế để xem những lựa chọn của ông có hợp lý hay không. Đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức khởi tranh vòng loại World Cup 2026 bằng chuyến làm khách tại Philippines ngày 16 tháng 11 trước khi trở về sân nhà Mỹ Đình để đón tiếp đối thủ Iraq ngày 21 tháng 11. Huấn luyện viên Chuzer công bố bản danh sách 32 thành viên tập trung từ ngày hôm nay mùng 6 tháng 11 để chuẩn bị cho giải đấu chính thức đầu tiên cấp độ đội tuyển quốc gia. Bảng ép của đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ là cuộc đua đầy cạm bẫy khi vào tháng 3 năm 2024 sẽ là hai trận đấu liên tiếp với kình địch Indonesia. Cũng nói thêm, hai đội xếp nhất nhì mỗi bảng đấu ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, ngoài lọt vào vòng 3 cũng sẽ đoạt vé dự Asian Cup 2027. Đó cũng là lý do VFF không đặt thành tích cụ thể tại SEA Games 32, chỉ xét duyệt năng lực, hiệu quả làm việc của ông Chuzer tại mặt trận chính là vòng loại World Cup 2026. Trên cơ sở đó, mục tiêu đội tuyển Việt Nam đặt ra rất rõ ràng, bằng mọi giá phải có ít nhất 4 điểm sau hai lượt trận đầu tiên này. Bình luận viên Vũ Quang Huy đánh giá, nhìn vào tương quan và lịch thi đấu của bảng F, có thể thấy mục tiêu thuận lợi nhất là tối thiểu có 4 điểm, cụ thể là thắng được đội tuyển Philippines và có điểm trước Iraq, đó là ước đoán khả thi nhất. Thực ra đến lúc này khi chưa bước vào thực chiến, rất khó để đánh giá thực lực của từng đội. Chưa đá thì chưa thể khẳng định giữa Philippines và Indonesia đối thủ nào sẽ mạnh hơn. Nhưng họ có nhiều người mới và rất khao khát. Mặc dù vậy, mục tiêu đặt ra sẽ là phải thắng Philippines. Đó là cái đích hợp lý, vì bấy lâu nay chúng ta vẫn xếp ở cửa trên, với 5 trận toàn thắng liên tiếp. Nếu có được 3 điểm trên sân Memorial ở thành phố Manila, đội tuyển Việt Nam sẽ có đà rất tốt trước khi trở về sân Mỹ Đình đón tiếp đối thủ Iraq vài ngày sau đó. Vòng đấu đầu tiên luôn rất khó đoán vì các đội bóng sau một thời gian dài chuẩn bị luôn giữ rất chặt các miếng đánh tủ, hòng gây bất ngờ cho các đối thủ. Bình luận viên Quang Huy cho rằng, trong hoàn cảnh đó đội tuyển Việt Nam bên cạnh thu thập dữ liệu của các đối thủ thì công việc chính của thầy trò huấn luyện viên Philip Chuzer sẽ phải làm mài sắc các miếng đánh của mình. Ông Chuzer sẽ có thể thử nghiệm tiếp ở những đợt tập trung sau đó nhưng không thể trần chừ một chút nào nữa. Đây đã là thực chiến với hai trận mở màn rất quan trọng buộc đội tuyển Việt Nam sẽ phải vận hết công lực để ngay lập tức đạt được số điểm đề ra. Huấn luyện viên Philip Chuzer vẫn giữ quan điểm duy trì 40% tân binh hoặc cầu thủ trẻ ở đội tuyển Việt Nam. Có thể liệt kê 13 cái tên như thủ môn Văn Việt, hậu vệ Tuấn Dương, Văn Cường, Minh Trọng, Tuấn Tài, Duy Cương. Tiền vệ Văn Luân, Văn Toản, Thái Sơn, Văn Đô, tiền đạo Văn Tùng, Thanh Nhàn, Đình Bắc. Nhìn vào thực tế từ 6 trận giao hữu vừa qua, có thể nhận thấy một vài cái tên trong số này có khả năng ra sân trong hai trận đấu tới. Thậm chí như Phan Tuấn Tài cũng có thể sẽ đá chính trước đối thủ Philippines. Khi Văn Hậu vắng mặt thì Võ Minh Trọng đang là một ứng viên nặng ký bên cánh trái, cạnh tranh cùng với Triệu Việt Hưng, Phạm Xuân Mạnh hay thậm chí là Hoàng Văn Toản. Nguyễn Thái Sơn cũng là một cái tên đáng để chờ đợi trong vai trò dự phòng số 1 ngay sau hai đàn anh là Nguyễn Tuấn Anh và Đỗ Hùng Dũng. Bình luận viên Vũ Quang Huy bày tỏ hy vọng huấn luyện viên philip truzer sẽ biết khéo léo trong việc lựa chọn cách chơi để từ đó đặt các cầu thủ vào đúng chỗ dùng đúng lúc cầu thủ nào không đáp ứng được thì không nên cố vì cái đích cuối cùng ở hai trận đấu tới sẽ phải là điểm số